Rồi, xin chào quý chị các bạn, trở lại với chuyên ông xe hơi. Hiện nay thì đến thời điểm này thì em mới quay được con Ford Explorer bản Limited. Nói là Limited, đây là bản duy nhất bán ở Việt Nam, bản cuối cùng ở trong thị trường Mỹ. Tuy nhiên thì nó vẫn là sang xịn mịn ở cái phân khúc giá vào khoảng 2 tỷ đến 3 tỷ quay đầu. Em quay nhanh qua cái nội thất cho bác xem nhé. Xe này thì ở trong showroom nên là em chỉ quay gọi là cơ bản và sơ qua, chứ cũng không thể là nổ máy và test xe được, nên các bác thông cảm. Đó, chúng ta vẫn có hai màn hình analog này, hai cái đồng hồ analog, một màn hình điện tử trung tâm, một màn hình nhỏ ở giữa. Rồi, thật ra cái Explorer nó nổi từ khá lâu rồi, từ khoảng cuối 2017 khi nó bắt đầu nhập cái form nội thất be và sau đó là nội thất đen. Bây giờ nhập nguyên chiếc, nhập khẩu thẳng từ Mỹ nhé, chở tàu đường biển thì bẵng vào khoảng 2 năm dịch thì thật sự là cái lượng xe về nó rất ít và rất khó để nhập xe, nên là chúng ta quên mất cái sự hiện diện của Explorer. Thời điểm này thì Brando cũng thật nói là nhập rất khó xe, thì cái tầm xe sang thì thật sự các bác là xe nào cũng phải mua thêm phụ kiện gọi là bia kèm lạc. Mỗi xe, mỗi thời điểm, mỗi giá cụ thể như nào thì các bác liên hệ trực tiếp qua hotline đường kèm trong hình giúp em nhé. So với phiên bản trước thì Explorer này là bản all new, thay đổi toàn bộ về thiết kế ở cái loa này, B&O này. Đó, em quay kỹ này. Và B&O này vẫn có 3 vị trí nhớ ghế này, điều chỉnh gương này, nó khá giống với phiên bản trước. Đèn bên Ford thì automatic đều chỉnh ở đây rồi. Bản này chúng ta vẫn có đầy đủ phanh khoảng cách, cruise control adaptive. Cá nhân em thấy thì bản này nó làm mượt hơn, lại cái là về thiết kế này, tinh chỉnh này, nó mượt mà hơn. Có gỗ ở đây. Thật ra là cũng lâu quá rồi, hôm nay mới quay được một con Ford Explorer cho quý anh chị. Để mà nói về công nghệ xe này thì chắc là em phải hẹn một cái video tiếp theo. Tuy nhiên thì hôm nay mình quay cơ bản. Đấy. Bản này thì vẫn dùng lẫy mở cửa như này nhá. Chỉ có Everest và Ranger mới là tụt ở trong tay nắm thôi. Xe này bọn em nó vẫn là xe 7 chỗ nhé, chưa có bậc, vẫn có khóa điện tử trên vân tay, em xin lỗi, vẫn có khóa điện tử nút số. Đây thì em quay cho các bác 7 chỗ, với một người 1m8 như em đã thử khoảng 3 đời Explorer rồi thì chia sẻ các bác là hàng ghế thứ 3 chúng ta vẫn cho người khoảng 1m75 ngồi là ok. Đây, với cái bản Explorer ấy chúng ta chỉ cần xuống xe này, vuốt khóa này, hoặc là chúng ta mở khóa xe bằng thao tác số điện tử có cảm biến ở trên cánh cửa nhé, cột cục. Rồi, bản này là bản vừa tiền bên Mỹ và về Việt Nam đâu đó là bánh vào khoảng 2 tỷ rưỡi, gần 3 tỷ. Nên là các bác xem trực tiếp giúp em để mình có cái nhìn khách quan và cạnh tranh. Hiện nay cái tầm xe khoảng 2 tỷ 3 tỷ chúng ta có xe Đức và xe Mỹ nhập về khá nhiều rồi, cái GLC này, Brado này. Đó, cụ thể nhà thì mình liên hệ giúp em nhé, em quay nhanh thôi ạ. Nó phải đúng máu. Con này vẫn 10% mà anh. 2.3 đúng không? 2.3 có bậc đúng không? 2.5 thì combo đủ. Trước ký tháng 10 là 2.4 có bảo hiểm không? Anh á? Đẳng cấp vậy? Dương 10 à? Sao mà lắp dương 10 thì con lắp? Không làm trả góp à? Xếp vào đâu rồi? Xếp bịp lắm.